Lời đầu tiên, như thầy xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý phụ huynh, giáo viên và đặc biệt các học trò kinh của B Piano đã đến với B Concert số 10 ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý phụ huynh, các bạn học sinh và tất cả quý vị giáo viên đang hiện diện trong phòng hòa nhạc nhỏ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. B Piano đã trải qua một hành trình 6 năm. Một 6 năm đó không phải là một chặng đường quá dài so với một đời người, lại càng ngắn ngủi so với những gì tạo hóa đã tạo dựng nên trái đất này. Nhưng 6 năm đó là 6 năm của sự tâm huyết, của tất cả những cống hiến và yêu thương của những người sáng lập ra B Piano. Và ngày hôm nay chúng ta được quy tụ nơi đây để coi như là một ngày tổng kết một năm đã qua, 2022 cho tới 2023, chúng ta đã cùng cố gắng song hành cùng nhau như những chú ong trong chì để ra đây chúng ta có thể mang những món quà âm nhạc gửi tặng cho nhau, gửi tặng cho cha mẹ và gửi tặng cho thầy cô. Đó là những điều mà mong muốn của B Concert số 10 muốn gửi tặng tới tất cả quý vị ngày hôm nay. B Piano được thành lập bởi một con người xuất thân không phải học một trường âm nhạc, cũng không phải một người quá hiểu về âm nhạc, nhưng với tình yêu về âm nhạc, con người đó đã cặm cụi và chứng minh cho tất cả mọi người được biết rằng âm nhạc là thứ có thể kết nối tất cả chúng ta, và mọi người đều có thể chạm vào âm nhạc nếu chúng ta muốn. Từ một công nhân viên văn phòng, ngày làm 8 tiếng, 10 tiếng và 12 tiếng, chẳng ai nghĩ rằng người đó sẽ biết chơi piano. Chơi piano xong, cô lại còn tạo ra một lớp học piano để lan tỏa cái tình yêu piano đó, tình yêu âm nhạc đó cho tất cả mọi người. Đó chính là chị Thanh Tâm. Và có lẽ chị cũng sống và cống hiến cho B Piano giống như tất cả cái tên của chị, một cái tâm trong sáng với ước muốn tất cả chúng ta được chạm vào âm nhạc và yêu âm nhạc và đến B Piano. Trong buổi concert số 6 đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi quy tụ tất cả các bạn học sinh, quý phụ huynh, quý giáo viên và đặc biệt rất nhiều những quý vị khách mời đã đồng hành với B Piano từ những ngày đầu. Từ khi chỉ là một phòng nhỏ ở một phòng học ven đô thị, phòng ngoại ô rất nhỏ với những cây đàn cũng rất đơn sơ. Giờ đây B Piano đã lan tỏa và kết nối tất cả những các bạn nhỏ đến với B Piano đồng hành cùng nhau. Ngày hôm nay chúng tôi cũng vô cùng vui mừng được chào đón những vị khách đặc biệt sẽ tham dự trong concert ngày hôm nay. Xin được chào đón sự diện của cô Michiko Abe đến từ Nhật Bản. Chúng tôi cũng chào đón sự diện của nghệ sĩ saxophone Thành Gió, một tay violin mang tên Tuấn Anh, một người bạn của B Piano. Và có lẽ không để tất cả quý vị chúng ta còn chờ đợi lâu hơn nữa, giờ đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc. Chúng ta cùng kể cho nhau về hành trình 6 năm chúng ta đã song hành cùng nhau. Và hành trình đó không dừng lại ở 6 năm và chúng ta còn tiếp diễn mãi. Sự tiếp diễn đó chính là những cánh tay nối dài của tất cả quý vị nơi đây. Chúng ta cùng nắm tay nhau và bước thêm những chặng đường phía sau. Và giờ đây xin quý vị cùng đến với tác phẩm The Whole New World. Với sự kết hợp của cô Michiko Abe và bạn Ngọc Mai, xin một tràng vỗ tay để chào đón tiết mục của chúng ta.